trong những lần trả lời câu hỏi sư có nói trong tặng luật nói một vị hành giả chứng thánh thì không được mặc y phục có tay nếu mặc y phục có tay thì không phải chứng thánh có phải chăng sư phủ nhận các bậc cao tăng của truyền thống bắt truyền trước đó cho đến thời lý trần và cận đại là rất nhiều các vị ấy không có ai chứng thánh quả Đức Thế Tôn cũng dạy đối với giới luật phải nhu nhuyễn uyển chuyển mà khai giá trì phạm. Con mong sư hoàn nghị giải thích thêm cho con hiểu. À, chúng ta cần phải nhận định một điều đó là gì? Thứ nhất là mình nói cái gì phải căn cứ vào trong chánh tạng. Chứ mình không có căn cứ theo cái sở thích suy nghĩ cá nhân được. Tại vì suy nghĩ cá nhân á, nó Ờ, nó khó mà nó có được cái sự trung đạo à, mình sẽ rơi vào cái chuyện là ưa thích quý vị biết có rất nhiều trường hợp mà một vị tu sĩ không được phép nói sự thật quý vị biết không? tại vì ở cái hội chúng đó mà vị tu sĩ đó nói sự thật là sau này vị tu sĩ đó không còn À, có thể thuyết giảng được nữa thành ra sư mừng là sư chưa rơi vào trường hợp mà có rất nhiều người họ bị mình tạm gọi là bị sốc phản vệ cái cơ chế sốc phản vệ đó là gì đó là cơ thể nó quá nhạy cảm đưa thuốc gì vô thì nó cũng bài xích nó không chịu nó không có nhận ra cái đó là đồ tốt mà nó bài xích ra hết trơn á người ta gọi là sốc phản vệ người cư sĩ cũng vậy đó có rất nhiều người họ bị sốc phản vệ tức là khi họ tiếp xúc với chánh pháp họ chịu không nổi họ tiếp xúc với sự thật họ chịu không nổi và như vậy họ bị sốc và đã gọi là sốc phản vệ mà thì họ sẽ tìm cách họ từ chối cái đó không có gì lạ ha. và um, trách nhiệm của sư là nó sự thật. Đương nhiên là trong nhiều trường hợp thì sư sẽ uyển chuyển. Nhưng mà nếu như mà dí quá, dí sư quá thì sư không có cách chi ngoài cái việc là phải nói thẳng. Ừ. Và sư nói thì sư phải căn cứ theo chánh tạng chứ không phải là căn cứ theo suy nghĩ cá nhân mà cái chuyện mà thích ghét. Ờ sư bộ đen cái đoạn này đức thế tôn cũng dạy đối với giới luật phải nhu nguyến, uyển chuyển mà khai giá trì phạm chỗ này không có trong kinh tạng nha ừ. cái lý do gì mà tại sao nó không có trong kinh tạng mà thời nay có một số vị vẫn trích dẫn ra quý vị nên tự suy nghĩ trong uh, kinh đại bác niết bàn đức thế tôn có nói một đoạn như thế này trong giới luật mà cái các cái giới nào đó um, mà nhỏ nhặt á, thì các ông có thể bỏ đi đức thế tôn có nói chuyện đó nhưng Đức Thế Tôn không hề nói cái chuyện là đối với giới luật phải nhu nhuyến uyển chuyển mà khai giá trị phạm nó không có nha và khi um, Đức Thế Tôn đã viên tịch rồi trong lần kết tập đầu tiên ngài Maha Kasapa có hỏi ngài Ananda khi đó ông khi Đức Thế Tôn nói như vậy đó uh, đại đức có uh, hỏi Đức Thế Tôn là điều luật nào là nhỏ nhặt hay không ngài ananda mới nói là thư đại đức à, khi đó thì à, lo thương thế tôn quá thì đâu có thể đâu có suy nghĩ gì đến chuyện đó cho nên cái chuyện đó không có hỏi thì à, ngài mahasapá tức là ngài đại ca diếp ngài mới nói là đây là lỗi của đại đức ừ. và sau đó, đó ngài mahasapá mới họp tăng đoàn hỏi là đối với chư vị thánh a la hán thì đối với quý vị đó, cái giới luật nào được xem được đánh giá vào cái hàng là nhỏ nhặt. Thì các vị đó mới uh, bàn với nhau, có vị thì nói là uh, những cái điều tác ác là nhỏ nhặt, có vị nói là những cái điều ưng đối trị là nhỏ nhặt, có vị nói những điều ưng xả đối trị là nhỏ nhặt, có vị nói là những uh, điều um, uh, tăng tàn là nhỏ nhặt. Thì cho đến cuối cùng á, Uh, Ngài Maha Kassapa đưa ra một quyết định cuối cùng đó là gì Tất cả các giới nào mà Đức Thế Tôn đã quy định Thì giữ nguyên không thay đổi Và kể từ đó Các vị phàm uh, Thì có thể uyển chuyển uh, Do các vị đó là phàm và các vị đó phạm giới Đó là chuyện của các vị đó Nhưng mà các vị thánh thì kể từ khi Đức Phật nhập niết bàn, ngài Ma Ca là trưởng là trưởng đàn. Và ngài đã quyết định như vậy, chư tăng ở lần chư Thánh tăng A La Hán ở lần kết tập kinh tạng đầu tiên đã quyết định như vậy, thì kể từ đó về sau tất cả các vị thánh đều không phạm bất kỳ một cái giới nhỏ nhặt nào. Nha, và các vị thánh và bị sư ông nói nữa Mà thánh thì các vị đó sẽ không có tự ý thêm hoặc bớt bất kỳ điều gì trong giới luật Bởi vì đây là đặc điểm của một vị thánh ờ, Cái đặc điểm này thì ngày hôm qua trong lớp Kinh Pháp Cú sư có nói rồi Tức là cái giới nào vị đó đã thọ Giới nào vị đó đã thọ thì vị đó có chết cũng không có sửa cũng không có phạm đây là đặc điểm Uh, sư nói nó kỳ nó giống như mình một khi mình đã, đã đã là loài người một khi mình đã là loài người thì mình không thể nào ăn những cái mà con bò nó ăn ví dụ như cỏ mấy cái cỏ cho bò ăn mình đâu có ăn đâu có ăn được đâu tại sao vậy bởi vì cái nó là cái sự khác biệt về giống loài Ha. hoặc là uh, như mấy con dòi mà nó ở trong hầm phân nó ăn được mấy thứ đó chứ còn mình làm sao mình ăn được đó là sự khác biệt về giống loài thành ra tự nhiên mặc nhiên là mình không thể làm cái chuyện đó được rồi uh, các vị a-la-hán cũng vậy các vị thánh cũng vậy uhm, các vị thánh cũng vậy khi các ngài đã chứng a-la-hán thì do cái lòng kính tin đối với tam bảo và cái lòng kính tinh này đối với tam bảo nó kinh khủng lắm nó ghê gớm lắm không phải như mình đâu thì các ngài sẽ mặc nhiên không phạm với luật dù chỉ là điều nhỏ nhặt nếu như các ngài không biết thì thôi à, như trong trường hợp một vị thánh a la hán ở Miếng điện à, vị này chứng a la hán khi mà vị này còn là sa di ở trong rừng thì có những vấn đề về giới luật do vị này là cái người ít học á cho nên là vị này chưa có nắm hết toàn bộ giới luật nhưng mà cái giới nào vị này biết là thế tôn có quy định thì vị này thả chết chứ vị này không có phạm thành ra nhớ dùm nha ờ, cái cái chuyện giữ giới nó cũng chia ra phạm và thánh ờ, thánh thì chắc chắn là không bao giờ phạm bất kỳ một điều học nào dù là nhỏ nhặt và dù là có nguy hại đến sanh mạng của họ còn phàm thì thôi đủ chuyện phàm thì đủ chuyện hết thành ra một vị trưởng lão mới nói như thế này các ông phạm giới là chuyện của các các ông các ông phạm giới thì các ông tự biết lấy và các ông hổ thẹn chứ đừng có bày đặt che giấu rồi hợp thức hóa cái chuyện phạm giới của mấy ông nó là lỗi lớn nha nó là lỗi lớn